the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in a rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see. Là mọi bây giờ chào mừng các bạn đã quay lại kênh của Hiếu Phùng Official. Thì bây giờ là 9 máy mà mình mới ngủ dậy. Thì tụi mình sẽ quyết định là một cái vlog dễ thương, đó chính là một ngày giản dị, là một ngày tụi mình sẽ hoạt động như thế nào, tụi mình sẽ đi đâu, tụi mình sẽ làm gì. Trời ơi, hai cái đứa này. Và bây giờ tụi mình sẽ đi. Đánh sống luôn. Rồi tụi mình sẽ đi đánh răng thôi. Let's go. Mọi người, tụi mình đã vô nhà vệ sinh. Bây giờ đánh răng. Mình sẽ phòng sẽ đánh răng mọi người. Thúi quá, không có đánh. Có trò nhiều thế. Đó. Không, có uống rồi. Thứ đó không được uống hôn rồi. Nó khác rồi. Thì đánh răng xong là mình phải rửa mặt đó mọi người. Tại vì là mình rửa mặt vào lúc buổi sáng nè. Buổi tối này sẽ làm cho da mặt mình các chất bụi bẩn nó ra mọi người. Nên mình rất là kỹ về bước rửa mặt đó. Ok mọi người, thì mình với Phong cũng đã rửa mặt ấy ạ. Rửa mặt xong rồi, đánh răng rồi. Thì bây giờ tụi mình sẽ uống một can nước. Lấy một can nước ăn uống nha. Thì biết sao mọi người, mình sáng thức dậy mình uống một viên nước cho da mặt nó đẹp. Vì là mình đang giảm cân. Uống viên một cái. Ê trời trời, cái con này trời. Cái con này nó lì. Trời con là quý coca. Bây giờ mình sẽ đi, tụi mình sẽ đi. Nè, vì thứ nhất là mình sẽ đi dọn trong mỏ nè. Xong mình đi quét nhà. Xong rồi đi giặt đồ. Xong rồi đi tắm rửa cho ba con này. Để chiều chiều tụi mình sẽ đi chơi đến nhà sữa. Mình sẽ ấm tính đi theo. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ đi dọn nhé. Bây giờ tụi mình quá lạnh rồi. Đi thôi, lạnh rồi. Đi dọn nha, bye bye mọi người. Ủa bye bye gì, đi thôi. Ok, bắt đầu dọn thôi. Thì trước tiên mình dọn là mình sẽ lấy cái chổi mình quét, mình dời cái lồng nó ra mọi người. Tại lúc đó là lúc trước là mình á cho mỡ nằm ở chung với mình, nhưng mà con mỡ nó không chịu, nó lạnh đó mọi người, nó chảy ghèn nên mình phải cho nó nằm ở ngoài. Nên mỗi lần mình dọn á là mình phải dọn hết luôn. Xìu thì đố mọi người, mình đang làm gì nè, mình đang hốt gì? Đương nhiên là hốt nước đá là phân của nó rồi. Thì mỗi lần nó đá là phân của nó là sẽ đóng cục cục, mình phải dọn cho sạch, cho nó thơm tho, cho nó nằm, cho nó thiệt là ngủ ngon. Thì mình dọn xong mình phải để lại chuẩn bị chiếc cũ nè, xong mình ôm nó ra, mình bỏ nó bên nhà bên để mình nó chơi với con su như là con coca để cho nó hết chán. Thì sau này mình sẽ nuôi thêm một con nữa để cho nó chơi vui, để cho mình thiệt là nhiều cháo luôn. Đây là thịt gà của tụi con su với mỡ nha mọi người. Mới mua nhiêu vậy? 60 hả? Đây là 60.000 thịt nha mọi người, chưa tính tiền. Ai nóng quá, nóng luôn. Tụi nó đâu rồi? Đây này. Trời ơi, mày chờ hả? Mày chờ ăn hả? Con nghe cô ca lại biểu cô ca ngồi xuống, cô ca ngồi xuống. Bắt tay, cô ca bắt tay. Yes, yeah, 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 yeah. Rồi nó hết gì đó, yeah đó. Con su nè, con su đít bự nè, không làm được thổi thống gì hết. Thì đó, mọi người thấy gì không? Thì mình đang giặt đồ chứ không có gì đó. Mình giặt xong rồi mình sẽ đi phơi nha mọi người. Đây mọi người, sau khi mình giặt đồ xong thì mình quyết định mình sẽ ăn một trái táo. Bởi vì sao? Bởi vì táo nó sẽ giúp mình giảm cân. Tại vì cái mặt mình quá béo rồi mọi người. Cái bá béo không? Quá là béo rồi. Bây giờ mình sẽ đi gọt táo. Còn Phong thì sẽ đi ăn trứng. Thì mình gọt nha, xong rồi mình đợi Phong ra ăn chung cho nó vui. Xong rồi mình sẽ đi tắm cho tụi nhỏ. Thì sáng nào mình cũng ăn trái táo mọi người, cho nó giảm cân á. Tại vì mình không thể ăn những cái chất béo được mọi người. Càng béo là cái mặt mình nó càng nọng và càng bự và rất là xấu, và mình sẽ mất góc nghiêng đó. Đây mình đã xác gần hết rồi nè, và mình đợi Phong vô ăn thôi. Mọi người, đây là cái
trái bơm, còn đây là trứng, còn đây là một bánh mì để ăn sáng về để giảm cân. Mụn anh đã mụn, nó thấy cục mụn không? Quá trời cục mụn luôn, khóc tiếng mi. quá trời luôn nè. Thì sắp tới tụi mình có nhập những bút nè, viết nè, son nè, phấn nè, chung là rất là nhiều luôn cho mọi người mua. Mọi người có thể inbox cho tụi mình sẽ đăng trên Facebook hoặc là Instagram, mọi người nhớ lên theo dõi để biết sản phẩm gì nha. Ok mọi người, thì sau khi mình đã ăn xong cái đống này á, thì tụi mình sẽ quyết định là đi đâu anh? Đi tắm rồi. Hả? Đi tắm rồi tụi nó chứ đâu. Tắm cho mấy đứa con mọi người, cực lắm. Quá mệt rồi, mỗi lần ngủ á. Ngủ á, tụi nó giờ. Bây giờ tụi mình sẽ đi tắm nha tụi mình, xong rồi tụi mình sẽ đi tắm. Mình sẽ quay mấy cái đoạn đó cho mọi người xem luôn, để cho mọi người thấy cực ngập như thế nào. Mọi người nhớ chỉ việc là nhớ like, share và subscribe để ủng hộ tụi mình thôi nha. Và nhớ follow Instagram của mình, Instagram của Phong, để cùng những ảnh và những video dễ thương trên đó nha. Và đặc biệt là đừng quên nhấn bật chuông thông báo trên kênh YouTube mỗi khi vào vlog dễ thương nha mọi người. Mọi người kêu tôi ra vlog dễ thương mà mọi người xem tôi quýt mọi người đã. Let's go. Thì khúc này là tôi pha nước nóng lộ. Động tôi muốn nước vô để tôi pha nước nóng hết chưa có gì vậy mọi người. Thôi thôi, được rồi, thôi thôi. Rồi bây giờ nó sẽ đổ nước vào. Tại vì nước nóng tụi nó mới tắm được mọi người. Tụi nó say mọi người. Đây đây, tao nói cái đây là cái hành trình mà tắm tụi nó nha mọi người, cực khổ lắm. Tụi nó không chịu tắm đâu, tại vì lâu lâu mới tắm lần á mọi người nên mới cho. Chứ ngày nào mà cũng tắm chắc là mình xỉu đùng, xỉu ngã, xỉu ấp, xỉu đau luôn á mọi người. Đây mọi người, đây là sau khi con Coca nó tắm xong, nó chảy tông xong và nó xịt thơm tho xong là nó bị khủng vậy nè mọi người đó. Mọi người thấy cảnh không? Trời đất ơi, khủng không? Quá trời mệt luôn nè, mới sấy xong luôn đó, bây giờ mới tỉnh lại nè, đó không? Đây là anh Phong. Phong đang tắm cho con Su. Đó, tắm cho con Su nè, Su đang tắm cho sạch sẽ đó. Còn nguyên đống chén này bây giờ mình sẽ đi rửa, xong rồi mình sẽ đi tắm mỡ phụ Phong, thì còn mỡ rất là khó tắm. Đó thì bây giờ Hiếu sẽ sấy cho con mỡ, còn tôi sẽ bầm thịt cho tụi nó ăn nha mọi người nha. Đây, thịt cho tụi nó ăn đó. Đây, đó mọi người ơi, đó tụi nó ăn á. Mẹ mình bầm cho tụi nó ăn á, há gì tụi nó ăn. Bây giờ cũng là từ lúc mình làm từ lúc mười mấy á mọi người. Giờ cũng 11 rưỡi rồi. Trời ơi, quá lâu rồi. Mệt quá. Quá mệt. Tắm tụi con có một lúc ba con mệt lắm luôn á. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn cơm, xong rồi tụi mình sẽ ngồi nghỉ xíu nha, mình đi ăn cơm đây. Thì mọi người cũng biết rồi đó mọi người, tụi mình làm quá mệt, ăn cơm xong rồi tụi mình đi mua một qua nhà chị mình á, mua dừa uống để nghỉ ngơi, xong rồi mình sẽ coi phim. Cái phim đam mỹ mới ra rất là hay luôn. Mình sẽ nghỉ ngơi một xíu xong rồi tụi mình sẽ đi đâu thì các bạn nhớ đón chờ và nhớ like để ủng hộ tụi mình nhé. Mình không biết mình nói gì, mình xàm mọi người. Đó, đây là Phong nhì. Bây giờ mình sẽ đi coi phim và nghỉ ngơi một xíu. Phong đang ngủ nha mọi người, Phong không coi phim. Phong đang ngủ vậy, coi phim mình đi em đi. Gì vậy, anh hung môi mà. Sướng không? No! Okay, đó à? Sướng. Mình nghỉ ngơi nha. Đây nè mọi người, mình hay xem phim này nè. Phim này đẹp ngót lắm luôn á, cặp này dễ thương quá. Dễ thương quá. Trời ơi, trời tình tử ghê luôn á. Hello mọi người, thì mình cũng đã ngủ dậy đó mọi người. Nhưng bây giờ là 2 giờ mấy, 2 giờ, gần 3 giờ. Thì Phong đã đi sửa xe với lại ba rồi. Còn Hiếu thì sẽ nhà make up để sửa soạn. Đáng nữa mình sẽ đi uống cà phê hoặc uống trà sữa mọi người. Rồi mình sẽ dẫn Su với lại con mỏ đi. Còn cô cả nhà thì hồi Tết mình đã dẫn hai đứa nó đi rồi. Mình không thể nào dẫn ba đứa đi hết được. Tại vì mình sợ con mỏ mọi người nó nhát quá. Nên mình phải dẫn đi cho nó tiếp xúc với nhiều người. Kiểu thấy nhiều người đỡ sợ hơn. Bây giờ mình sẽ dưỡng da nha mọi người. Mình sẽ dùng kem chống nắng dưỡng trước rồi xong đợi Phong về make up chung, hoặc là mình make up trước rồi mình thay đồ trước rồi đợi Phong về Phong làm sao nha mọi người. Thì á mọi người, da mình mặt mỏng thì cũng đã hơi trắng và ít mụn, mình sẽ dùng thêm một miếng toner, ối lộn, kem nền, kem lót á mọi người. Ở nhà không biết kem này kem được đâu, kem này kem gì nữa mà Phong hay mua về xong cho mình xài mọi người, mà Phong cũng xài luôn đó. Mọi người ý á, sau khi mình đã make up xong và Phong cũng đã về. Đó người ta sự mặt mộc và mặt có make up cho nó sáng hồn make tồn. Up shine
dễ thương không? Thấy em gì vậy không? Không, không biết nha. Thế thôi, phắn không mà không mau. Thế là ác với chú 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 à. Mình, bây giờ mình sẽ đi bận đồ, còn Phong sẽ đi make up nè. Thế được cho anh luôn á. Đây, mình phải ôm con mở, con Coca ở nhà và bé Su được đi. Bởi vì sao? Bởi vì hôm bữa con mở đã, con Su đã được đi rồi, Coca được đi rồi. Bây giờ mình phải dắt thêm con mở đi nữa để cho nó đỡ nhát mọi người. Bây giờ mình sẽ đi, let's go. Thì bạn nào theo dõi mình thì cũng biết đoạn đường này là đoạn đường gì đúng không? Tại mình hay quay lắm. Còn hả, giờ rất là nắng nha mọi người, mong là sẽ tới sớm. Đó, mình nói rồi, con mở rất là kiểu như nó rất là sợ khi ra ngoài, nên mình phải dẫn nó thường xuyên ra ngoài. Mọi người ơi, nó cứ kêu meo meo khó chịu ghê luôn á. Trời ơi, đi một hồi thì cuối cùng tụi mình cũng đã tới nơi rồi. Bây giờ mình sẽ order nước nha. Đây mọi người, con mở đang bị sợ, nó bị nhát tại vì nó bị lâu quá nó không được đi chơi mọi người. Su. Trời ơi, tao nói con Su là nó không nhát thì mọi người, nó sung như một con khỉ đột vậy đó. Hello ha, thì cuối cùng ly trà sữa của mình order cũng đã ra rồi. Đây là ly kẹo gan của mình nhà mọi người, rất là ngon luôn, mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Con đang lấy rồi mọi người. Nhiều bạn hỏi là tại sao không ôm mở đi theo mà cứ ôm suốt ngày, cứ ôm Su với lại Coca. Thì đây là lý do mình sợ nó nhát á mọi người, nó nhát rồi nó bỏ ăn, mình buồn, mình khóc luôn á. Đố mọi người tụi mình sẽ đi đâu tiếp theo nè. Mọi người, sau khi tụi mình đi uống trà sữa xong á, đi qua Hàn Quốc uống trà sữa. Ừ, xong rồi bây giờ tụi mình sẽ đi ra công viên Hàn Quốc nha mọi người. Đây, thấy công viên không? Đéo không ai mọi người. Để nó ngược sáng mặt mình nè, ghê quá. Sẽ ngồi ở đây mình chơi một chút xíu xong rồi mình sẽ đi về. Mình đợi đèn xe đèn đỏ đi về, mình thấy con cuốn rất là dễ thương luôn mọi người, dễ thương không? Trời ơi, tức ghê luôn mọi người. Mọi người nhớ cái khúc đầu video là Phong bị nổi cục bọng ngay miệng không? Thì Phong ăn rất là nhiều bánh tráng. Bây giờ Phong tiếp tục đi mua bánh tráng ăn nha mọi người, tức ghê luôn á. Thì mọi người, tụi mình cũng đã về tới đúng không anh? Vậy bây giờ là 6 giờ rưỡi rồi. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn cơm này, xong rồi đi tắm. Rồi gì nữa? Đi ngủ. Đi ngủ nhau đi. Thôi giờ tụi tôi đi tắm ăn cơm đã nha. Okay. À. Đừng bao giờ cái tôi hôn nha, mày nói gì nha. Thôi tụi mình đi tắm nha mọi người. Mày đi tắm mình đi. Giờ tắm nha. Mày tắm mình đi. Ok mọi người, thì mình đã vô nhà tắm rồi và mình với Phong sẽ tẩy trang. Đây phát lương, mọi người 3 cái nha. 1, 2, 3, đúng rồi đó. Thì mình sẽ tẩy trang mà. Dơ bụi bẩn, dơ mình phải tẩy mọi người thì nó rất là dơ. Anh xin lỗi, anh đang làm gì vậy? Ánh nắng hắt vào ha mọi người. Đó, giờ mình sẽ đi tắm nha, tại sao mình sẽ đi tắm. Thì mọi người, tụi mình với Phong cũng đã tắm xong rồi nè. Mà tóc Phong vẫn còn khô lắm nên mình sẽ sấy Phong. Còn còn ư. Còn khô. Trời, một ngày của tụi mình như vậy đó mọi người. Xong rồi lát nữa mình sẽ dọn phòng quét nhà giống như hôm bữa vậy á. Xong rồi hồi nãy mình đi mọi người có các mấy bạn phát hiện tụi mình là Hiếu Phong, mình cảm thấy rất là vui. Cảm ơn mọi người nhiều luôn á. Thì á mọi người nhớ follow Instagram của mình. Instagram của mình để cập nhật hình ảnh nha. Instagram của mình sắp được 100 cặp follow rồi. Yeah. Instagram mình sắp được 1 triệu follow rồi. Yeah. Thì mình sẽ tặng cho mọi người món quà nhỏ. Món quà gì vậy tặng nha? Món quà gì? Không, mình cái đi. Bây giờ mình sẽ tặng Hiếu món quà đặc biệt. Tặng món quà gì trời? Tưởng tặng món quà ở đây. Cái gì? Không muốn ngồi luôn. You're the coffee that I need in the morning. Cái giật ngại. Put my sunshine in a real one is pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. Bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người clip sau mọi người nhé. Like, share, subscribe và nhớ bật chuông thông báo để những vlog dễ thương nha. Bây giờ thì bye bye.